Dạ mô Phật, kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Chùa chúng ta mỗi tuần có cái giờ phút sáng hối. Sáng nay có một người thanh niên rất là đẹp trai đến chùa, chải tóc rất là mướt, nói một câu là cái tóc anh chải rồi anh xịt cái gì đó không biết, nó lang lắm. Xịt cái gì quý vị? Keo phải không? Quá xịt đỉnh em. Và tôi hỏi rằng bao lâu thì anh mới gội đầu một lần, mới tắm một lần? Và người thanh niên này nói là mỗi ngày thay, mỗi ngày. Và tôi không biết là người nữ đâu một ngày thì gội đầu mấy lần, không biết nha. Tóc chúng ta, thân này chúng ta mỗi ngày mình tắm, mình gội đầu. Vậy thì tâm của chúng ta là sao? Mỗi tuần một lần, vài phút, nó có nhiều lắm chăng? Thưa quý vị, nhiều hay ít? Do đó cho nên mỗi tuần chúng ta có cái giờ sám hối. Và sám hối đó là gì? Thưa tất cả đại chúng, chúng ta dành 2 phút thật yên lặng để quán chiếu lại từ hôm thứ hai, và hôm nay là ngày Chủ nhật. Tôi đã nói gì? Tôi đã nghĩ gì? Và tôi đã làm gì mà nó làm tổn hại cho chính tôi, làm tổn hại cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho con tôi trong cuộc sống này? Tôi phát nguyện tuần tới tôi không có lặp lại những điều tổn hại này để đời sống tôi trong gia đình được hạnh phúc hơn, bình an hơn và ý nghĩa hơn. Đó là mục đích chúng ta sám hối một tuần. Cho nên giờ đây xin mời đại chúng, chúng ta sẽ có 2 phút để quán chiếu lại từ hôm thứ hai cho đến ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Là chúng nắm rõ không ạ? Ok? Are you ready? Thank you. Và bây giờ đây chúng ta nhắm mắt lại để quán chiếu việc trong tuần của chúng ta. Một phần. Chúng dám cho lòng sám hối của chúng con. Chúng dám cho lòng sám hối của chúng con. Kính lạy mười phương Tam Bảo. Kính lạy mười phương Tam Bảo. Chúng dám cho lòng sám hối của chúng con. Chúng dám cho lòng sám hối của chúng con. Kính lạy mười phương Tam Bảo. Kính lạy mười phương Tam Bảo. Chứng dám cho lòng sám hối của chúng con. Chứng dám cho lòng sám hối của chúng con. Chúng con nguyện. Chúng con nguyện. Không sát hại sinh mạng và tàn phá thiên nhiên. Không sát hại sinh mạng và tàn phá thiên nhiên. Không dối trá khi làm việc. Không dối trá khi làm việc. Không lừa gạt trong tình cảm vợ chồng. Không lừa gạt trong tình cảm vợ chồng. Không nói dối và chửi mắng. Không nói dối và chửi mắng. Không dùng các hợp chất ma túy. Không dùng các hợp chất ma túy. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin gia lực cho lời nguyện của chúng con. Xin gia lực cho lời nguyện của chúng con. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
xin cảm ơn tất cả đại chúng. Để xin mời đại chúng an toàn. Sau đây một cái bài phát ngắn. Trong cái ngày lễ chúng ta tổ chức Chúa Quan Thế Âm hôm nay, trước nhất xin đại chúng chúng ta ngồi yên lặng trong giây lát, hướng về Florida và những tiểu bang lân cận, nơi vừa bị bão tố đi qua và tàn phá rất là nhiều. Để chúng ta hướng về họ, cái nỗi đau lớn của những nạn nhân trong cơn bão vừa qua. Và cũng như tối thứ sáu, chùa có thông báo tất cả tiền trong các thùng phước xương của đêm thứ sáu và ngày Chủ nhật, sau khi mở ra, số tiền đó sẽ được anh Quang Hải đại diện cho chùa gửi đến hội Red Cross và chuyển đến cái nơi bão lụt để chúng ta chia sẻ niềm đau. Tiền bạc không phải là điểm chính của chúng ta, nhưng tấm lòng sẽ là điều chúng ta được thực tập trong lúc chúng ta ở trên cái quê hương này mà thiên nhiên tàn phá, chúng ta không thể làm ngơ được. Xin đại chúng chúng ta dành một phút ngồi yên lặng hướng về Florida, thành phố Mayo, nơi mà cơn bão lụt vừa qua tàn phá hơn 120 người đã nằm xuống. Xin họ được siêu thoát. Xin tất cả những nạn nhân còn trong cái cơn khủng hoảng tàn lụt này sớm mau được bình phục lại cuộc sống. Xin thỉnh cho một tiếng chuông. Xin cảm ơn tất cả quý thiện nam tín nữ. Quý vị mệt chưa? Are you sure? Yes, chào trạng hậu tay đi. Nếu quý vị mệt thì tôi nói 2 phút, mà không mệt thì nói 1 phút rưỡi. Được không? Bài chia sẻ Phật Pháp sáng nay rất là ngắn, với cái chủ đề tôi đã thấy và nghe. Mặc dù tôi chuẩn bị bài này nói rất là dài, nhưng mà thấy quý vị hơi đói bụng rồi đó. Chúng ta thực tập từ trong kinh Phổ Môn, cái hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn thấy cảnh khổ của con người và nghe cái nỗi khổ của con người mà cứu giúp. Thì bây giờ từ cái quan niệm này, tôi đã thấy gì nơi ngôi chùa Quan Thiện, và tôi nghe gì từ ngôi chùa này trong hơn 20 năm qua. Thưa tất cả quý thiện nam tín nữ, cái lịch sử của chùa Quan Thiện hầu hết mọi người đều biết. Cái giai đoạn đầu là một cái căn nhà cũ kỹ trăm năm đổ nát. Sau này gần đây chúng tôi mới tìm hiểu được là tại sao căn nhà này bỏ hoang 3 năm không ai ở. Và người đó tình cờ đến thăm lại cái nhà của họ, họ cho chùa biết là quý vị có thấy gì trong cái nhà này không? Bây giờ công nhận sao bây giờ nó đẹp quá, xây lại mới một thứ. Lý do ngày xưa họ bỏ cái nhà này họ không ở vì có người chết trong nhà. Và hàng đêm người đó vẫn xuất hiện thường xuyên với họ. Họ nằm trên giường, liệng họ xuống đó. Và ngay cả trong phòng khách có nhiều con mèo, 5 con bị xé cán bên cạnh nó đường campus, cứ chạy lên bờ tường. Họ bị phá liên tục trong nhiều năm tháng. Từ người chết, từ những con mèo bị như vậy, cho nên họ quyết định bỏ cái nhà này và mua đến thành phố khác.
20 năm sau hơn, họ trở lại, họ cũng thăm lại cái nhà cũ của họ. Thưa đại chúng, họ thấy mọi thứ đều khác và họ đặt câu hỏi đó. Tôi nghe câu chuyện này và tôi nghĩ, make sense. Những ngày đầu của ngôi nhà này, khi tôi về ở đây, quý vị biết là trên trần, ban đêm khoảng cỡ 5 giờ sáng đó, tôi thường dậy. Và lúc đó tôi có một cái người guest ở trên Houston, thầy ấy qua ở chung với tôi trong tuần đầu. Thật ra rất là bất ngờ. Trên trần chúng tôi có cái tiếng người đi, nó rất là nặng đúng. Và thầy ấy nói là chắc cái con vật này nó lớn lắm, ở trên trần này, cho nên giờ này nó đi rầm như vậy. Đêm thứ nhất cũng như vậy, rồi đêm thứ hai cũng như vậy. Thưa đại chúng, cuối cùng tôi cho người lên thì bảo rằng cái chất isolation của căn nhà này nó là powder. Nó không có ai đi vô ra được, không con vật nào có thể đi trên này được. Và tất cả không có cửa nào trống hết. Tôi mới nghĩ something wrong trong căn nhà này. Và có những cái chuyện nó xảy ra, tôi nghĩ ủa sao lạ. Khi mà được mua căn nhà này rồi là mỗi ngày ít nhất có 5-7 người tới muốn xin mua lại căn nhà này, mà trước đó 3 năm không có ai tới hỏi đi mua. Người biết rõ nhất là anh Quang Tuệ. Tôi mới ngạc nhiên dữ lắm và tôi đặt câu hỏi là something wrong trong căn nhà này, họ không muốn mình ở đây chăng hay là như thế nào, và tại sao xảy ra như vậy thường xuyên. Và tôi mới nghĩ là ô, chúng ta có một cái bữa bối để trước bất cứ tình huống nào chúng ta cũng thể dùng cái bữa bối này. Chứ quý vị hiểu chữ bữa bối đâu phải không? Cái quạt quý giá đó là gì? Đó là bài thần chú đại bi. Thưa quý vị, bây giờ tôi mới gọi về tu viện Nguyên Thiều, thỉnh ý ngài trụ trì là hòa thượng Đồng Thiện, trong trường hợp này con sẽ hành xử làm sao và làm thế nào để con có thể vượt qua được. Và ngài nói hãy phát nguyện trì chú đại bi đi thì mọi chuyện sẽ qua. Và từ đó mỗi đêm chùa Quang Thiện trì chú đại bi đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, và tôi thấy rằng thưa tất cả đại chúng, từ từ nó sẽ lắng xuống, từ từ mọi chuyện nó sẽ qua. Và sự độ trì của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thật là tuyệt vời. Đại chúng có cảm nhận như vậy không? Gần đây nhất, tôi kể câu chuyện thế này. Trong vòng một năm nay, xin lỗi quý vị, có những chuyện tôi mới được trình bày ra để quý vị thông cảm tại sao cổng chùa đóng liên tục 24/24. Nói ra thì không biết nó đúng hay nó sai, nhưng mà thật là xót xa. Chùa bị ăn trộm cướp liên tục trong một năm nay. Ngay cả căn phòng của tôi cũng bị cậy. Cái tủ sách tôi mua không phải đựng tiền, mà thưa quý vị, toàn là giấy tờ của chùa và giấy tờ cá nhân, bị rinh luôn cả cái tủ sách 3 ngày. Và tôi phải tốn 6 tháng 15 ngày mới hoàn tất lại mọi giấy tờ. Cực, vô cùng là cực. Giấy tờ của chùa, giấy tờ cá nhân, passport, social security, driver license, mọi thứ gần. Và khó nhất trong cái mùa dịch mà phải đi làm giấy tờ. Thưa đại chúng, có ai đi làm giấy tờ trong mùa dịch không? Không có phải không? Thằng đó. Rồi quý vị thấy không? Chùa có 2 tượng hộ pháp vô đập nát hết băng đi. Vì thấy 2 tượng hộ pháp mất rồi đó, là bị đập lớn, bị đập mất hết. Đức Phật bổn sư trước bị đập
rồi phải làm lại những cửa kiến ở trước chùa chánh điện, đập bể hết, bể hết. Cho nên nếu trường hợp có một sự kiện nào đó, một sự việc nào đó là quý vị không được hài lòng, nhất là cửa trước đóng, thì xin đại chúng hoan hỷ để bảo vệ ngôi chùa chúng ta. Là một cái người trụ trì của ngôi chùa, tôi rất là ngại, rất là sợ. Ngại cái gì và sợ cái gì? Tiền bạc mất, có thể Phật tử hùng nhau. Tượng mất, có thể thỉnh tượng khác. Chùa sập, có thể xây lại. Nhưng cái mà tôi sợ nhất và ngại nhất, đó là nếu xâm nhập vào đây, làm tổn hại đến cái sinh mạng chư tăng, quả thật tôi rất là khó chịu, và rất là lo, rất là rầu. Vị đồng ý không? Chính vì vậy một cái đêm khuya tôi mới ra lạy Đức Quan Thế Âm. Help me. Help me, please. Tôi bị khủng hoảng không phải là vì sợ ăn cắp ăn trộm, mà nếu một chuyện gì xảy ra cho chư tăng, tôi là người trụ trì, về mặt pháp lý tôi rất là khó chịu. Tôi không có cái khả năng để bảo vệ chư tăng trong cái cuộc sống này, trong cái ngôi chùa này. How do I feel? Ashamed. Guilty. No responsibility. Đúng không quý vị? Cho nên cái lo của chúng tôi, một cái người có trách nhiệm rất là lo. Nên ra lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. I have no solution. Tôi không có một cái giải pháp nào hết. Vô liên tục. Liên tục chứ không phải là lâu lâu mới vô. Máy móc ở chùa lấy hết. Đồ đạc ở chùa bị lấy. Tất cả mọi thứ. Ok. We buy the new one. Nhưng mà nếu có một cái gì đó ảnh hưởng đến chư tăng thì sao? Tôi có thưa quý thầy rằng nếu mà thấy họ hoặc là yên lặng hoặc là call 911, đừng có ra, đừng có tiếc cái gì hết trơn ha. Nếu phải tiếc là tiếc sinh mạng của mình. Mình đâu biết họ là ai và ra làm sao. Họ tấn công mình thì làm sao mình đỡ được? Có phải quý vị? Nhất là ban đêm, còn ban ngày họ vô một lần cả 10 người, chứ không phải là một hai người. Đó. Rồi, một solution đến. Mà tôi thấy nó nghiệm hay. Tôi vừa cầu nguyện Đức Quan Thế Âm xong, thì hai ngày sau, có một người, người đó là quen thân với tôi, là Vinh Như Hùng, ở Sơn Bẹt, và mang đến biếu cho tôi cái con chó tên là Tu Đi. Quý vị thấy con Tu Đi không? Đó. Tại sao nó nằm ở đây? Thật ra nó ở Sơn Tùng. Bảo về Sơn Tùng được một ngày, tôi mới nghĩ đem hai con chó về đây, hy vọng sẽ giúp được cho chùa chúng ta được bình yên hơn. Có thể quý vị không hài lòng cách nuôi chó ở chùa, có thể một số quý vị không đồng ý coi chùa nuôi chó, nhưng quả thật chúng tôi cũng còn solution nào khác để bảo vệ ngôi chùa, để bảo vệ chư tăng vào đêm. Và nếu có một điều gì làm quý vị không vui, đặt câu hỏi của chùa tu hành sao nuôi chó. Thật ra nó không có sai. Quý vị đặt câu hỏi không hoàn toàn không có sai. Nhưng mà quý vị thông cảm, trong cái hoàn cảnh làm cái người như tôi trụ trì ngôi chùa, tôi có bổn phận gì để bảo vệ chư tăng, bảo vệ của Tam Bảo, bảo vệ sự sống còn của một trú xứ này. Thưa quý vị, không dễ tiếng nào, có phải không? Và nhờ hai chú chó này đó nha, Judy và Macy, hai tháng rưỡi này không có ăn trộm vô nữa. À, không có ăn trộm nó vô đây. Trong lúc đó, cách đây một tuần, cách đây 3-4 ngày, Hòa Thượng Trương Trí gọi tôi liên tục. Chùa Pháp Vân vô, chùa Riverside Thiền Việt Thích Ca vô, và chùa Vĩnh Nghiêm vô, nó cậy cửa, nó đem hết tất cả thùng hứa xương tuần về trước, đem ra bên ngoài nó đập. À, trong lúc đó quý thầy đang ở trong chùa, phải không? Tôi tin tưởng, đằng trước mình cũng có tượng Quan Âm, đằng sau mình cũng có tượng Quan Âm, và tôi thưa với Ngài, xin Ngài đừng bỏ con tội nghiệp. Và rất là cảm ơn
Thường thường có một chuyện gì khó khăn trong cái vị trí người trụ trì, tôi phải hành xử làm sao cho đúng, cho phải, cho vừa lòng mọi người. Một bài toán chẳng dễ tí nào, phải không thưa quý vị? Nhưng mà tôi thường thường những lúc như vậy thì tôi đêm khuya cứ 2 giờ ra Đức Đức Hòa Âm, cứ lạy Quan Âm. Help me. Chỉ nói đơn giản, help me. I have no solution. Và Ngài đã chúc bao nhiêu chuyện từ trước đến giờ ở nơi ngôi chùa, từ ngày đầu của ngôi chùa, từ những cái gian trung và pháp lý của ngôi chùa, và nó sẽ có dài dài như một con thuyền giữa biển khơi. Ai bảo rằng không có sóng, chuyện đó phi lý. Đặt câu hỏi, nếu sóng đến, bạn phải làm gì? Bạn có cái gì để mà có thể vượt qua những cơn sóng? Và cái bướu bối mà chúng tôi có được, đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vừa đi. Cho nên khi nào gặp khó khăn, tôi vẫn thường 2-3 giờ khuya quỳ trước Đức Phật, help me, giúp cho mình có một cái solution nó hợp tình, nó hợp lý. Và tôi được xin lặp lại, nếu hai con chó Macy và Judy có thể làm quý vị không hài lòng, có thể làm quý vị không vui, thì quý vị cũng thông cảm. Trong vị thế một người trụ trì, tôi không biết cách nào hơn để bảo vệ chư tăng, bảo vệ ngôi chùa cả ngày và đêm, mà bây giờ sao trộm cướp nó nhiều quá, không biết lý do gì, tôi không hiểu nổi, nhiều quá đi, rất là nhiều, rất là nhiều. Thưa quý vị thông cảm không? Cũng trong cái ngày lễ hôm nay, tôi muốn mời, không biết hôm nay có Phật tử thiền tường có lên đây, có tham dự lễ không? Oh, please come over here. Thầy mời con lên đây. Thiền tường lên đây. Chùa có nhận một số những cái đề nghị và cũng có thể là trách móc. Con quay xuống con. Là nói là nhiều khi tới chùa không có ai để ý gì hết trơn, không ai quan tâm gì hết. Quý thầy cũng rất là, thỉnh thoảng cũng rất là lơ là. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất cứ một cái lỗi lầm gì xảy ra, bất cứ một sự còn lẽ nào từ mọi phía, với tư cách là người trụ trì, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và xin cho tôi một lời xin lỗi thưa quý vị. Từ những cái than trách đó, tôi có mời cô Thiện Tường là một cái team leader trong cái team Welcome Team. Để làm gì? Để thành lập một cái team, những vị nào mới về chùa, lâu lâu về chùa, những vị tăng Phật tử, những vị có hoàn cảnh như có người thân nằm xuống, thì cái Welcome Team này sẽ là người tiếp cận, thân cận với họ, giúp cho họ bớt lẻ loi và bớt đau khổ trong cái hoàn cảnh thật khổ đau. Và xin thưa với đại chúng, đây là cô Thiền Tường đã đảm nhận cái phong nguyện thì welcome team đi ra. Con muốn nói gì không con? Dạ thưa con, kính chào quý Phật tử đến dự lễ ngày hôm nay. Thật là vui mừng khi trông thấy tất cả quý vị đến, thật là vui vẻ và bình an. This is such an honor, opportunity to see all of you here today. It is, we very welcome all of you, and please come again. We have is celebrate every Sunday, and then at night time we have a prayer and also the explanation from Master Thầy Đồng Viên, and it start from 6 to 7. And then it's also this October 16, we have it's a, another special opportunity we have every month. It's called Bác Quan Trai. Sorry, con cũng, I'm just a new Buddhist too, so forgive me, but I don't know the words well. But anyway, it's, I'm very happy to take the responsibility and the opportunities that the Abbas gave it to me today. So with all of your help, and we're gonna build a beautiful temple. We're gonna make
Wangte is the best temple in the Ontario, and also is we are as a family members. So this is a family. So we have opportunity and we have responsibility and we have our honor to build our family stronger, more beautiful, and is comfortable for everyone to come and share together the happiness, and also as a honor to be a Buddhism. Thank you so much for coming today. Thầy cảm ơn Phật tử Thiện Đường đã phát tâm làm chuyện này và tạo. Cô ta sẽ organize một cái teamwork của cô. Yeah. Quý vị có hoan nghênh không? Và chúng tôi luôn luôn kêu gọi Phật tử cứ góp ý, than phiền cái gì cái cho chùa biết. Và chúng tôi luôn luôn cố gắng làm tất cả những gì vì phúc lợi của cộng đồng Phật tử chúng ta. Trong ngôi chùa của chúng ta, chúng tôi sẽ cố gắng những gì trong khả năng. Và cảm ơn sự đóng góp ý kiến tất cả việc quý vị. Cũng trong hôm nay, trong tối thứ sáu, có người quy y. Và hôm nay cái gia đình cô Nhường, bốn vị ở đây được xin quy y. Thưa tất cả đại chúng, gia đình của cô có ông cụ đang bệnh nặng, không biết là có qua khỏi không. Cho nên hôm nay xin mời tất cả đại chúng dành một phút đứng lên để chúng ta cùng cầu nguyện cho cụ ông trong những giờ phút cuối đời thật là bình an, nếu có ra đi được về với cõi Phật. Và gia đình hôm nay xin được phát nguyện trở thành người đệ tử của Đức Phật. Xin chúng ta dành một phút yên lặng hướng về cụ ông tên là Vũ Ngọc Mai, pháp danh là Quan Sơn. Yeah. Chúng tôi được xin thông báo với đại chúng để tỏ tấm lòng welcome những người tân Phật tử và chia sẻ niềm đau với gia đình. Xin mời quý vị cùng với chùa hợp lực chia sẻ với gia đình những gì mình có thể chia sẻ được nha. Đặc biệt là Phật tử Thiện Tường trong những trường hợp này cố gắng giúp cho gia đình, những vị tăng Phật tử, cái teamwork của mình làm sao để feel rất là quan trong một cái niềm đau đớn khi ông của mình, khi chồng của mình, khi cha của mình từ bỏ những người con ra đi. Đây là cái nỗi đau rất là lớn. Và chúng ta, những người Phật tử thực tập cái lòng cứu độ, đây là cái cơ hội chúng ta thực tập cái lòng thương của mình trong cái hạnh đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có đồng ý không quý vị? Được xin lặp lại, tất cả chùa Quan Thiện của chúng ta đứng bên cạnh gia đình, nếu nay mai cụ ông về với Phật, cô nhờ cái liên lạc với quý thầy những gì chùa có thể làm được để chia sẻ với gia đình. Và đặc biệt là hàng đêm, xin mời quý Phật tử nếu có thời giờ được về cầu siêu cho cụ ông, nếu cụ ông ra đi trong vòng 49 đêm nha. Và một lần nữa xin thưa đại chúng, đói bụng chưa? Đói rồi phải không? Và nếu đói, chúng ta chấm dứt ở đây. Cầu chúc quý vị một ngày lễ thật là bình an và hạnh phúc. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây xin mời toàn thể chư tôn đức cũng như chư đại chúng lắng nghe nhạc phẩm Giấc Mơ Tự Tại, lời hoa tiếng Việt của Hùng Thanh qua tiếng hát của ca sĩ Đức Khánh. Xin đại chúng trong tràng vỗ tay. Con đã về tìm lại tánh giác không như vô trong cõi mộng. Tâm Bồ Đề con sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên giác xưa không si mê trong lầm lạc.
Nay trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền quang thế âm cho con xin được nguyện cầu, cho nhân gian kia vui sống an trong tranh niệm, mẹ diệu dắt chúng con đi qua mâu những muôn phiền. Sầu khóc than, chính chiến qua bao điều tàn nghi vương mang. Dù đâu muôn đời trên chốn thế gian, ta hát vang ý niệm từ tâm ta. Ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Mani Padme Hum, Hum 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 Mani Padme Hum. Sầu khóc than, chính chiến qua bao điều tàn người vương mang. Dù đau muôn đời trên chốn thế gian, ta hát vang ý niệm từ tâm ta. Ta sẽ hóa thành ngàn cánh sen ngát hương cho đời. Mani Padme Hum, Hum 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 Mani Padme Hum. Hum Mani Padme Hum, Hum Mani Padme Hum, Hum Mani Padme Hum, Hum Mani Padme Hum, Hum Mani Padme Hum. Hãy cho Đức Phật một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Đức Khánh đã cúng dường cho đại chúng qua bài hát Giấc Mơ Thời Đại. Xin đại chúng đồng tràng vỗ tay đến.